Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, một cựu quan chức Ukraine giấu tên mới đây đã chia sẻ với tạp chí Time rằng Đảng Cộng Hòa đề cử Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance làm ứng cử viên Phó Tổng thống. Có nghĩa là Ukraine cần đặc biệt cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình. Ukraine giờ đây phải đặc biệt thận trọng trong lời nói và hành động. Ấn phẩm Time dẫn lời cựu quan chức này nói trong một bài báo có tựa đề Người Ukraine lo sợ những gì mà ông Vance có thể làm với tư cách là Phó Tổng thống. Như ấn phẩm lưu ý, một trong những nguồn tin trong giới chính sách đối ngoại của Kiev cũng phản ứng tiêu cực với việc đề cử thượng nghị sĩ. Nhớ lại những tuyên bố trước đây của ông Vance về tình trạng tham nhũng của các quan chức Ukraine. Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa rằng ông đã đề cử thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance làm phó tổng thống nếu ông thắng cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ngay sau đó, Đại hội Đảng Cộng hòa đã đề cử ông Vance cho vị trí này. Ông Vance cho biết Washington sẽ bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga và Ukraine. Ông Trump sẽ sẵn sàng đích thân tham gia đối thoại với Moscow về Ukraine mà không cần trung gian. Ông Vance nói với Fox News rằng ông Donald Trump sẽ đàm phán với Nga và Ukraine để nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, để Mỹ có thể tập trung vào vấn đề thực sự, đó là Trung Quốc. Theo ông, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất mà Mỹ dường như đã quên mất. Ông Vance được biết đến vì nỗ lực ngăn chặn dự luật tăng viện trợ cho Ukraine trong năm nay tại Thượng viện, vì nghị sĩ tin rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine là vô lý và tốn kém. Ông cũng tin rằng việc Ukraine quay trở lại biên giới năm 1991 là một điều viển vông. Vào tháng 2 năm 2024, ông Vance nói với Politico rằng Mỹ cần phải xem xét lại sự ủng hộ của mình đối với Kiev. Ông đã không tham dự cuộc họp của phái đoàn Ukraine với các thượng nghị sĩ và chỉ trích chính quyền Joe Biden vì đã từ chối đàm phán với Nga. Ông Vance cũng cho biết phương Tây sẽ không bao giờ có thể sản xuất đủ vũ khí để giúp Ukraine giành chiến thắng. Các phương tiện truyền thông trích dẫn lời ông Vance phát biểu vào năm 2022 rằng Tôi phải thành thật với bạn rằng tôi không thực sự quan tâm đến chuyện gì sẽ xảy ra với Ukraine, theo cách này hay cách khác. Theo ông, cuộc chiến ở giải Gaza phải kết thúc càng sớm càng tốt để Israel và các quốc gia Ả Rập Sunni có thể thành lập một mặt trận thống nhất chống lại Iran. Ông gọi các cuộc tấn công của Mỹ và lực lượng ủy nhiệm của Iran là một cuộc ném bom yếu ớt. Thưa quý vị, ông Donald Trump, ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho chức Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11, đã chọn J.D. Vance làm ứng cử viên Phó Tổng thống. Thông báo này được đưa ra vào ngày đầu tiên của Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa tại Milwaukee, bang Wisconsin. Ông Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào tối ngày 15 tháng 7. Sau khi cân nhắc và suy nghĩ kỹ lưỡng, cũng như xem xét tài năng to lớn của nhiều người khác, tôi đã quyết định rằng người phù hợp nhất để đảm nhiệm vị trí Phó Tổng thống Mỹ là Thượng nghị sĩ J.D. Vance của đại bang Ohio. James David J.D. Vance hiện là Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Ohio. Ông được bầu vào năm 2022 để thay thế cho Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rob Portman sắp nghỉ hưu. Sau khi tốt nghiệp trung học, Vance đã nhập ngũ vào Thủy quân lục chiến Mỹ và làm phóng viên chiến đấu cho phi đoàn không quân Thủy quân lục chiến số 2 được triển khai tại Iraq. Sau đó, ông lấy bằng luật tại Đại học Yale nhưng đã thu hút sự chú ý của quốc gia với cuốn hồi ký năm 2016 mang tên Hillbilly Elegy, trong đó ông viết về tuổi thơ của mình và các giá trị gia đình của người Mỹ Appalachia. Tờ Washington Post gọi ông là tiếng nói của Roosevelt, ám chỉ vùng đất công nghiệp trước đây của nước Mỹ và đã trở thành nạn nhân của thực tế kinh tế toàn cầu hóa. Ông Vance từng chỉ trích ông Trump vào năm 2016, nhưng sau đó đã chấp nhận chương trình nghị sự dân túy của ông và nhận được sự ủng hộ của ông Trump cho cuộc đua vào Thượng viện. Ông Vance nói với Fox News vào tháng trước, Tôi đã sai về ông Donald Trump, tôi không nghĩ ông ấy sẽ là một tổng thống tốt, nhưng ông ấy là một tổng thống tuyệt vời, và đó là một trong những lý do tại sao tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo ông ấy có được nhiệm kỳ thứ hai. J.D. Vance là người ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự của ông Trump tại Thượng viện, cũng như là người chỉ trích việc Mỹ tài trợ cho Ukraine cùng nhiều vấn đề khác. Ông Vance chỉ trích chính quyền ông Biden vì không có kế hoạch khả thi nào để người Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Bài viết của ông trên tờ New York Times vào tháng 4 cũng chỉ ra rằng Mỹ và các đồng minh không có khả năng sản xuất số lượng vũ khí mà Ukraine cần và thúc giục Kiev làm hòa với Moscow. Hai ứng cử viên khác được đồn đoán sẽ là người đồng hành tranh cử
cũng ủng hộ sự lựa chọn ông Vance của ông Trump, trong đó cựu đảng viên Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard gọi đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Ông Vivek Ramaswamy nói, hôm nay tôi rất tự hào về người bạn, bạn cùng lớp và là người đồng hương Tây Nam Ohio của mình. Ông ấy sẽ là một phó tổng thống Mỹ xuất sắc và tôi mong chờ mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông ấy và đất nước chúng ta. Ông Trump đã đưa ra thông báo về phó tổng thống, trong khi cuộc điểm danh của đại hội đảng vẫn đang diễn ra, chỉ vài phút sau khi ông có đủ số phiếu đại biểu để trở thành người được đề cử chính thức của Đảng Cộng Hòa. Thẩm phán liên bang Eileen Cannon ngày 15 tháng 7 đã ra phán quyết hủy vụ án hình sự liên quan tới cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xử lý sai tài liệu mật. Đây là vụ án đầu tiên trong 4 vụ án hình sự mà ông Donald Trump phải đối mặt đã được hủy. Cựu Tổng thống Donald Trump từng bị truy tố hình sự với tội danh giữ tài liệu mật trái phép sau khi rời nhiệm sở và cản trở công lý. Tháng 8 năm 2022, các điều tra viên đã thu giữ gần 13.000 tài liệu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, nơi ông Donald Trump đang ở. Trong đó khoảng 100 tài liệu được đánh dấu mật, trái ngược với khẳng định rằng ông đã trao trả mọi tài liệu mật về cho chính phủ, được các luật sư của ông Donald Trump đưa ra trước đó. Phiên tòa xét xử ông Donald Trump về vấn đề này đã được hoãn vô thời hạn. Ông Donald Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Trong một diễn biến mới nhất, thẩm phán Eileen Cannon, người được ông Trump bổ nhiệm vào năm 2020, ngày 15 tháng 7 đã quyết định hủy vụ án tài liệu mật của ông Trump. Phán quyết này cho biết vụ án được hủy do việc chỉ định công tố viên đặc biệt Jack Smith để điều tra vụ án là vi hiến. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh ông Trump vừa bị ám sát hụt tại một cuộc vận động cử tri ở bang Pennsylvania vào thứ Bảy tuần trước. Trong khi đó, Đại hội Đảng Cộng Hòa cũng đang diễn ra ở bang Wisconsin và ông Trump dự kiến sẽ nhận được suất đề cử của đảng để ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Thưa quý vị, có lẽ đây là lần đầu tiên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được sự cảm thông, chia sẻ của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, thậm chí từ chính đối thủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các cộng sự. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vội vã rời khỏi bục phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania ngày 13 tháng 7 sau khi những tiếng súng vang lên. Trước khi rời bục phát biểu, ông Trump đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để nâng cao hình ảnh của mình trong cuộc vận động bằng cách giơ nắm đấm lên trời nhiều lần hướng về đám đông đang hô vang USA, USA. Hãng tin AP dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật cho biết, họ nghi ông Trump là mục tiêu của một vụ ám sát. Hiện cơ quan mật vụ Mỹ chưa bình luận về việc làm thế nào một hoặc nhiều người có vũ trang có thể tiếp cận cựu tổng thống tại một sự kiện công khai như vậy. Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết những phát súng dường như đến từ bên ngoài khu vực được bảo vệ. Cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt đầu thụ lý vụ việc. Một số người ủng hộ ông Trump trong Đảng Cộng Hòa cho rằng vụ tấn công có động cơ chính trị. Steve Scalise, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, người cũng từng chứng kiến một vụ việc tương tự vào năm 2017 nói, suốt nhiều tuần, các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã không ngừng kích động rằng việc ông Donald Trump tái đắc cử sẽ là dấu chấm hết của nền Dân Chủ tại Mỹ. Kiểu khiêu khích kích động này cần phải được chấm dứt. Dư luận tỏ ra bàng hoàng và bất bình về vụ việc lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực chính trị vào thời điểm nhạy cảm của nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhanh chóng bình luận sau vụ việc. Tôi rất biết ơn khi nghe rằng ông ấy an toàn và ổn. Tôi đang cầu nguyện cho ông ấy cùng gia đình, cũng như tất cả những người đã có mặt tại đó. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin. Nước Mỹ không có chỗ cho loại bạo lực này. Chúng ta với tư cách là một quốc gia, cần đoàn kết để lên án những hành vi ấy. Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump và là nhân chứng quan trọng chống lại ông tại phiên tòa hình sự, gay gắt bình luận. Cho dù bạn có đồng ý hay không đồng ý với quan điểm chính trị của ai đó, thì đây không phải là giải pháp. Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện James Conner, nghị sĩ Đảng Cộng Hòa bang Kentucky nhấn mạnh, bạo lực chính trị dưới mọi hình thức là phản lại các giá trị và đạo đức Mỹ, là thứ không thể chấp nhận được. Tỷ phú Elon Musk bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Trump và hy vọng ông sớm bình phục. Nhiều nhà lãnh đạo và thành viên cấp cao của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều bày tỏ sự thở phào nhẹ nhõm khi biết tin cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bình an, đồng thời nhấn mạnh bạo lực không bao giờ được chấp nhận và mạnh mẽ lên án những hành động này.
trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thống đốc bang Colorado Jared Polis, lãnh đạo phe thiểu số Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cùng nhiều cái tên khác. Lãnh đạo của nhiều quốc gia cũng nhanh chóng gửi lời hỏi thăm. Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer ra tuyên bố: "Chúng tôi bàng hoàng trước cảnh tượng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump ở Pennsylvania. Chúng tôi lên án mọi hình thức bạo lực chính trị bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cựu Tổng thống Trump và gia đình của ông vào thời điểm này." Thủ tướng Canada Justin Trudeau chỉ trích vụ việc. Vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Trump thật đáng kinh sợ. Không cần phải nói gì thêm, rõ ràng bạo lực chính trị là thứ không bao giờ được chấp nhận. Tôi cầu chúc mọi điều tốt lành cho cựu Tổng thống Trump, những người có mặt tại sự kiện và tất cả người dân Mỹ. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói, không có chỗ cho bạo lực trong tiến trình dân chủ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin cựu Tổng thống Trump hiện đã an toàn. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.